Kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử. Phương pháp tu tập bằng cách phòng hộ là một trong những điểm quan trọng đối với những người đệ tử của Đức Phật. Bởi vì nếu sáu giác quan được xem như là các cơ năng liên hệ và quyết định giá trị cũng như là nền văn hóa của từng con người và từng dân tộc, thì việc tu tập phòng hộ đưa các giác quan vào quỹ đạo của đạo đức và tuệ giác là một điều rất cần thiết, không thể nào bỏ qua được. Lần trước chúng ta đang dừng lại ở cái phần phòng hộ lưỡi, và chúng ta cũng đã khẳng định rằng cái lưỡi là một trong những cái cơ năng có thể làm cho mình đắm nhiễm cái vị của các thực phẩm theo khuynh hướng làm cho mình trở nên nặng về hưởng thụ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về phần phòng hộ thân. Thân là một cái cơ quan bao hàm tối thiểu là bốn giác quan, đó là mắt, tai, mũi và lưỡi. Thế đây là một cái bộ phận bao hàm. Và khi phòng hộ và tu tập về thân, rõ ràng là chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp cũng cùng tu tập các giác quan vừa nêu. Cái nhu cầu tiêu thụ của thân rất là cao, gồm nhiều phương diện, chẳng hạn như là nhu cầu về ăn mặc, nhu cầu về trang sức, nhu cầu về nơi chốn chỗ ở, nhu cầu về phương tiện sinh hoạt cuộc sống, nhu cầu về sự xúc chạm, và đặc biệt nữa đó là nhu cầu về đời sống tình dục, tức là đời sống của hôn nhân, tình yêu các thứ. Thì các nhu cầu này tạo nên cuộc sống của con người. Và nếu như chúng ta không có cái thân thì rõ ràng các nhu cầu thưởng thức là thực phẩm của con mắt, của tai, mũi và lưỡi gần như là không thể nào thiết lập được. Cho nên khi mà phòng hộ về thân là chúng ta gián tiếp tu tập để phòng hộ các giác quan còn lại. Do đó cái tiến trình và cách thức tu tập trong trường hợp này nó đòi hỏi rất là đa dạng, và chúng ta cũng phải thật sự lưu tâm rất là nhiều, bởi vì cái hoạt động của nó nằm ở cái mức độ là tương tác hai chiều. Nói một cách nôm na đó là khi thân chúng ta xúc cảnh với những đối tượng xúc chạm thì rõ ràng cái khuynh hướng thích và dẫn đến sự tham đắm rất là nhiều. Cái nhạy cảm của thân có thể nói là một trong những nhạy cảm lớn nhất trong đời sống của con người. Và chính từ những sự nhạy cảm này mà con người có thái độ hoặc là thích hoặc là không thích một người nào đó khi mình tiếp xúc, hoặc là thích hay là không thích một sự vật nào đó khi mình có dịp sử dụng qua, hoặc là thích hay là không thích về những gì liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến đối tượng mà mình phải va chạm tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Cái phương pháp tu tập đơn giản nhất theo tinh thần của Đạo Phật đó là chúng ta quan niệm sự xúc chạm giữa thân và các đối vật của nó chỉ đơn thuần là một sự xúc chạm mà thôi, chứ không mang theo một cái thái độ nhận thức đánh giá phê bình chỉ trích hay là những cái tình cảm như là thiện cảm hoặc là thích thú hay là đồng cảm hay là ủng hộ đồng tình vân vân. Tất cả các phản ứng tâm lý thích hoặc không thích không nên để cho nó có cơ hội để kéo theo, bởi vì khi kéo theo như vậy nó chỉ rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thích thì chúng ta sẽ chiếm hữu, rồi từ chiếm hữu dẫn đến thái độ bảo vệ, chấp trước, và cuối cùng cái tham ái nó được lớn mạnh và do đó cuộc sống nó trở nên rất là lẩn quẩn.
thân thể góp phần tạo nên một nền văn hóa. Cái điều này nghe tưởng chừng như là đơn giản, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Đức Phật là một nhà tư tưởng đầu tiên đã định nghĩa thế giới của nhân loại và ngay cả thế giới của loài vật được hình thành bởi sự tiếp xúc của sáu giác quan đối với sáu đối tượng của nó và sáu cái nhận thức phát xuất từ sự tiếp xúc này mà thôi. Đây là một thế giới, nó liên hệ đến tâm lý học, liên hệ đến nhận thức luận, liên hệ đến cái phong tục tập quán văn hóa của con người, chứ nó không đơn thuần là một cái thế giới vật lý, nhà cửa sơn hà đại địa vạn vật mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời. Đó là thế giới vật lý thôi, và bản chất của thế giới nó không chỉ gói gọn ở trong vật lý mà nó còn nằm ở chỗ cái phong tục tập quán văn hóa, cái phong cách thể hiện của con người đối với cuộc sống xung quanh. Cho nên khi tu tập về thân á, là cái cách thức để chúng ta tạo cho mình một cái nền văn hóa. Văn hóa về nhận thức, văn hóa về đạo đức, văn hóa về tâm lý học, văn hóa về ứng xử ở trong cuộc đời. Nhìn vào một cách ăn mặc thôi, chúng ta có thể đánh giá được cái phong cách của người đó. Nhìn vào cái cách thức ăn uống, chúng ta cũng gián tiếp biết được cái phong tục tập quán và cái nếp sống ở từng nơi. Hoặc là nhìn vào cái mái tóc, cái cách hớt tóc hay là các cái trang sức mà con người sử dụng ở trên thân, là chúng ta có thể đánh giá được một phần phong tục tập quán của một con người, của một cộng đồng và của một dân tộc. Cho nên thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà cái phương pháp tu á, nó lại bao trùm. Và đơn giản nhất là Đức Phật dạy chúng ta không nên chú trọng ngoại hình. Bởi vì ngoại hình nó có thể tạo thành một cái nét đẹp, hay là một cái thẩm mỹ, hay là một phong cách. Nhưng nếu chúng ta đặt nặng về vấn đề đó, đôi lúc chúng ta sẽ bị ngoại hình lừa. Như lần trước chúng ta đã nghiên cứu qua hai câu chuyện liên hệ đến hình thức. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta chú trọng về hình thức thì cơ hội phát triển về nội dung có thể bị giảm đi. Đây là một cái điều rất là bình thường. Phát triển nặng về nội dung thì hình thức bị xem nhẹ, và chỗ nào đặt nặng về hình thức thì nội dung nó sẽ bị bớt đi. Cho nên theo tinh thần nhà Phật thì chúng ta nên phát triển cái nội dung, còn hình thức có được thì tốt, không có không sao hết. Những bậc A-la-hán, những bậc thánh nhân hay là các vị Bồ-Tát, các vị Phật thị hiện hay là có mặt trong cuộc đời này bằng những hình thức đôi lúc chúng ta không ngờ được. Nhưng mà cái tâm lượng của các ngài phải nói rằng rất là cao thượng, rất là vĩ đại, làm những việc lợi ích cho nhiều người ở hiện tại và tương lai. Cho nên đánh giá con người, đánh giá giá trị của con người qua hình thức, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội là tiếp cận và học hỏi được những cái giá trị đạo đức của những con người đó. Kế đến là chúng ta không nên quá lệ thuộc vào trang sức. Rồi tiêu thụ thì không nên quá xa xỉ, bởi vì tất cả những thứ này chỉ là những phương tiện thôi, không phải là cứu cánh của cuộc đời. Có thì cuộc đời nó trở nên là thuận lợi, dễ dàng, làm cho mình có những cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhưng không có, không có nghĩa là mình không có được hạnh phúc. Nên tất cả những quan điểm này đối với Đức Phật nó không quan trọng. Và chính bản thân này đã từ bỏ cái đời sống vương vị, cao sang quyền quý, chọn lấy đời sống của một người hành khất. Mình dùng cái từ lịch sự, còn nói nôm na ra là chọn đời sống của một người ăn xin. Mỗi ngày như vậy là Đức Phật phải đi ăn xin thôi. Và đó là một cái cớ để ngài làm đạo hoằng pháp. Nhìn vào cái tướng đi của ngài, cái ngoại hình của ngài,
mặc dù ngài khoác trên mình một cái chiếc y rất đơn giản, rất nghèo khó, nhưng mà nó tỏa ra được một cái vầng hào quang, cái phẩm hạnh. Cái hào quang này được xem như là một cái phẩm hạnh, chúng ta nhìn vào là chúng ta có thể kính phục về lòng nhân từ, về tuệ giác, về một cái con người mà chúng ta có thể khẳng định rằng đó là con người giác ngộ phi phàm. Cho nên mượn cái cớ khắc thực ăn xin để ngài hóa độ người khác bằng cái phong độ giải thoát của ngài. Do đó chúng ta thấy là chủ nghĩa hình thức gần như là không được quan niệm như là một cái gì đó quan trọng trong cuộc sống. Cuối cùng đó là phòng hộ ý căn. Ý căn được xem như là cái cơ năng quan trọng nhất, bởi vì nó liên hệ đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là niệm, vấn đề thứ hai là tưởng. Và hai vấn đề này cấu thành nên cái nền văn hóa tư duy của con người. Trong chữ Hán, từ niệm nó được kết bằng hai yếu tố, ở trên là chữ kim, bên dưới là chữ tâm. Tức là cái nhận thức hay là ý thức chúng ta đặt ở cái mấu chốt của hiện tại, hay là của những sự kiện đang diễn ra hàng ngày và xung quanh chúng ta. Và chữ tưởng được kết nối bởi hai bộ phận, bên dưới là chữ tâm, bên trên là chữ tướng. Tức là cái nhận thức về các sự tướng, nó tạo ra sự tưởng tượng hay là cái quá trình hình dung, ý niệm hóa về những gì đã diễn ra, những gì đang diễn ra và những gì sẽ diễn ra. Niệm là một cái tiến trình. Trước nhất nó là giúp chúng ta nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Và theo Đức Phật, những gì mà chúng ta nhớ lại đó, thường nó đánh mất năng lượng của mình trong đời sống hiện tại. Tức là ai đặt nặng về quá khứ, người đó sẽ đánh quên hiện tại. Và ai bỏ quên hiện tại thì người đó sẽ đánh mất tương lai. Do đó trong Đạo Phật, cái chủ nghĩa hiện tại theo ý nghĩa đó là sống để cho dòng chảy của sự tỉnh thức, an vui, hạnh phúc nó có mặt với từng hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm trong cái mấu chốt của hiện tại. Thì cái đó nó được gọi là ý niệm chân chính, tức là một sự tác ý hay là thể hiện cái nhận thức của mình nó đúng và nó tạo ra cái cảm giác hạnh phúc cho mình. Còn ngược lại, nếu chúng ta đánh quên và sống với những cái gì thuộc về quá khứ thì rõ ràng cái tất cả những cái giá trị của hiện tại nó có nhưng mà cũng bị xem như là mất. Thì người ta nói rằng là cái tuổi về già là tuổi ngày xưa hay là tuổi hồi đó, không biết ở đây có nhiều người lớn tuổi không. Cái khi mà mình kể về cái thời trai tráng, rõ ràng người ta nói là hồi đó tôi như thế này nè. Người nữ thì nói là hồi đó tôi đẹp như Thẩm Thúy Hằng, hay là đẹp như hoa hậu, hay là đẹp như là những tiên nữ, hoặc là những nhân vật đặc biệt ở trong lịch sử. Còn các ông cụ thì nói hồi đó tao mạnh dữ lắm, một mình như vậy mà có thể vác được 3 bao gạo 50 kg, như vậy là tổng cộng là 150 kg. Tức là nhớ về cái thời kỳ hồi đó của mình. Và người lớn tuổi khi ngồi lại với nhau có khuynh hướng là kể chuyện đời xưa. Và do đó các giá trị của sự hiện tại chúng ta đánh mất nó đi. Cho nên phòng hộ về ý căn, trước nhất chúng ta phải giữ tâm, đặt tâm ở trong mấu chốt của hiện tại, giống như là trong từ Chí Hán, rất là triết lý, để cho dòng chảy của ý thức nó phủ trùm những sự kiện đang diễn ra xung quanh mình. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Con người sở dĩ mà khổ là bởi vì tâm của mình nó phóng đi nhiều thứ khác nhau trong cùng một lúc. Mặc dù trên thực tế thì mỗi đơn vị nhỏ nhất của thời gian nó chỉ có thể tiếp xúc với một đối cảnh nhất định.
đang ngồi ở trong lớp học, nhưng mà nếu một người nào đó tưởng, tức là hình dung một sự kiện đang diễn ra ở gia đình, ví dụ như là lát nữa về nhà phải nấu cơm, bữa nay phải nấu món gì, ăn làm sao cho nó thật ngon, thì rõ ràng ý thức chúng ta tưởng về một sự kiện sẽ diễn ra, nó sẽ làm cho mình không còn chú tâm ở trong lớp học. Và do đó tác dụng của suốt thời gian chúng ta ngồi trong lớp nó có thể bị giảm thiểu đi. Hoặc là đang làm ở công xưởng nhưng mà lại nhớ cái chuyện nào đó trong gia đình. Cho nên là chúng ta cần phải học cái thái độ sống theo Đức Phật, đó là giờ nào việc đó. Đến giờ ngủ thì chỉ có lên giường ngã người xuống nằm ngủ nhắm mắt là thôi, chứ không có, lúc đó không có tính toán cho chuyện của ngày mai, hoặc là suy xét lại chuyện của ngày hôm nay như thế nào. Khi nào làm việc gì thì chúng ta đặt hết tất cả tâm tư, nguyện vọng, ý chí, năng lực, cái tình cảm vào trong đó. Sau khi việc đó xong rồi thì buông, không cần liên tưởng tới nữa. Còn nếu chúng ta cứ liên tưởng bằng cách là tưởng lại những cái hình tướng của sắc thái, hình tướng của âm thanh, của hương vị, rồi của sự xúc chạm vân vân, thì lúc bấy giờ chúng ta chỉ sống trong hai tình huống, hoặc là của quá khứ hoặc là của tương lai. Còn cái hiện tại là cái mấu chốt thì chúng ta bỏ quên đi. Cho nên tu thực tế và nhiều nhất là tu ở cái ý căn này. Mặc dầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cái cơ quan mà gần như chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày với cuộc sống. Nhưng mà nếu như sự tiếp xúc đó không có cái tác dụng, hay là không có sự đồng hành của ý thức hay của ý đó, thì rõ ràng tất cả các cái giá trị của sự tiếp xúc đó không có. Ví dụ như một người mất trí thì rõ ràng cái hoạt động của ý thức theo cái kiểu là có chủ ý, có dụng tâm, không có xuất hiện. Cho nên các hành vi của anh ta hay là của cô ta có thể là nó ngoài vòng kiểm soát. Và ngay cả trong trường hợp này, luật pháp á, nếu như anh ta có vi phạm thì vẫn được xét xử một cách là nhẹ hơn là những người bình thường. Và trong đạo Phật cũng vậy. Tại cái người nào mất trí mà vi phạm giới luật của nhà Phật không bị nghiêm trị. Và cho đến khi nào người đó được làm một cái lễ gọi là biểu quyết trong cộng đồng tăng rằng người này từ đây về sau được xem là cái người bình thường, không còn là người mất trí nữa, thì lúc bấy giờ từ đó trở đi, nếu thân khẩu ý người đó có vi phạm điều gì mới được xem là trái với giới luật và cứ theo đó mà hành xử. Còn ngược lại, trong suốt thời hạn còn được xem là người mất trí thì hành vi có sai trái vẫn được xem là không có tội lỗi một cách có ý thức, mặc dù về nhân quả người này cũng phải gánh chịu. Tức là chúng ta tác ý về việc xấu thì hậu quả nó sẽ lớn, nhưng mà nếu vô ý về việc xấu nó vẫn có hậu quả, nhưng hậu quả nó nhẹ hơn. Cho nên trong cuộc đời này, dầu chúng ta làm vô tình hay là cố ý, tất cả đều phải gánh lấy cái hậu quả. Mặc dù về luật pháp, về cái tình cảm, về cái cách tổ chức hay là cái sinh hoạt ở trong một cộng đồng thì người ta có thể du di cho tình trạng là không có thắc ý, nhưng mà về nhân quả thì tất cả những thứ đó đều phải chấp nhận và đều phải gánh lấy hết tất cả những trách nhiệm đạo đức của nó. Các vị tổ Trung Hoa thường lưu ý chúng ta một điểm, đó là chúng ta đừng bao giờ sợ hãi trước những kẻ thù của tham lam, sân hận, si mê hay là của các lậu hoặc, tức là làm cho tâm mình bị rỉ sọt trong sanh tử, trong khổ đau, trong luân hồi. Đừng sợ những thứ đó, nhưng mà chỉ lo nhất một điều, đó là làm thế nào để cho cái dòng chảy của sự tỉnh thức nó có mặt. Và nếu như nó có mặt trễ hơn sự xuất hiện của những cái tâm lý phiền não xấu thì lúc bấy giờ vấn đề nó mới được phát sinh. Đó là hai câu nói: bất phạ tham sân khởi. Phạ nghĩa là sợ, không sợ sự hiện hữu hay là sự có mặt của tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, đố tật, vân vân. Di khủng tự giác trì, khủng là cũng là sợ hoặc là lo lắng. Điều mà chúng ta lo nhất đó là cái lòng giác ngộ của từng con người
sự giác ngộ bản thân nó xuất hiện quá chậm, trì là quá chậm. Như vậy là khi chúng ta tu tập ý là làm thế nào cho cái dòng chảy của chánh niệm, cứ là ghi nhớ, nhận định, đánh giá sự kiện, hay là tu tập ở trong tất cả từng hành vi cử chỉ, lời nói trong mối chốt hiện tại. Và làm được điều đó thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không bao giờ để tâm mình bị phóng túng, buông lung, hoặc là làm một số việc mà nó không đúng với bản chất của đạo Phật. Trước khi kết thúc cái phần tu tập bằng phòng hộ, chúng tôi kể một cái câu chuyện ngụ ngôn. Nó liên hệ đến một điều mà Đức Phật thường nói trong kinh, đó là hòa hợp các giác quan. Thế nào gọi là hòa hợp các giác quan? Nó có phải là trường hợp con mắt mà thích đó, thì cái tay, cái chân phải lao theo nó để phục vụ cho nó, hoặc là cái lỗ mũi ngửi cái mùi làng nứa bên cái bên cạnh thì mình phải đi ra đó, ngồi xuống cái quán đó để mà hưởng thụ. Rõ ràng nếu mà hòa hợp theo kiểu này là đổ nợ, bởi vì nhiều lúc không có tiền để thỏa mãn các nhu cầu ăn uống vân vân. Hòa hợp các giác quan đó là chúng ta phải lấy cái ý làm chuẩn và đặt ý ở trong các hoạt động của tỉnh thức, để cho các cái cuộc tiếp xúc giữa mắt với đối cảnh, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, và thân với những cái đối vật xúc chạm của nó, đặt ở trong sự kiểm soát của đạo đức và của trí tuệ. Và một người nào đó làm được công việc này thì được gọi là làm cho các giác quan của chúng ta hòa hợp với nhau. Bằng không để cho các giác quan mà nó ganh tị với nhau rất là nguy hiểm. Bởi vì con mắt nó hưởng thụ, nó ăn uống những thực phẩm riêng của nó, đó là phim ảnh, hình thái kiến trúc, nghệ thuật, điêu khắc, hoặc là du lịch, hay là tivi vân vân. Nó có nhiều cách thức để hưởng thụ nhất ở trong cuộc đời này. Và nếu như mà cái anh lỗ tai mà anh ghen tị đó, hay là anh đố tị, thì ảnh có thể làm cho tâm mình bực tức, cho các hoạt động giải trí của con mắt đó không được diễn ra, hoặc là diễn ra trong một tình huống rất là gây cấn, thì lúc bấy giờ phiền não nó cũng dễ dàng xuất hiện. Cái câu chuyện nó kể như thế này, đó là mình tạm gọi cái từ cho nó vui, đó là trong một gia đình có cô mắt. Mắt gọi cô tại vì nó phải dùng nữ tính để diễn tả cái đẹp. Còn tay và chân là hai cậu, cậu tay và cậu chân. Lỗ tai kêu ông bác, bởi vì nghe ngóng chỗ này chỗ nọ. Mà thường kiến thức nó bắt nguồn, hay chủ nghĩa kinh nghiệm bắt nguồn từ những cái mà nghe ngóng, hay là từ cái học tập vân vân. Còn cái miệng á thì kêu bằng ông, bởi vì nó quản lý cái sinh mạng của con người, hoặc là nó tạo thành cái nhân phẩm hay là cái tư cách của con người bằng cái cách phát ngôn, hay là nhận định, đánh giá, lời nói vân vân. Một hôm nọ đó là chị mắt á, chị lệ nhà của cậu chân và cậu tai than phiền, nói là tôi làm việc suốt cả ngày 12 tiếng, gọi là quan sát, đi đường, rồi nhận định, đánh giá đủ thứ hết trơn á, nhưng mà gần như là tôi không hiểu được gì trong cuộc đời này hết trơn. Rồi hai cậu dĩ xem, các cậu là phải làm lụng nè, chấp tác nè, lao động là rất vất vả, nhưng mà cái phần hưởng thụ các cậu không có. Cho nên mắc mớ gì mà chúng ta phải làm để phục vụ cho anh, cho ông bác miệng đó. Ông ta không làm gì cả, chỉ có nói không mà có ăn suốt ngày. Rồi ba người kéo nhau đến nhà của bác Tai. Bác Tài nói là các cô cậu làm gì mà ồn ào thế này, có chuyện gì cứ nói lẹ, thì tôi sẽ phân bằng, gọi là phân trần và giải bài cho các vị. Thì lúc bấy giờ là hai cậu Tai và chân cũng nói theo cái cách thức đó, và yêu cầu bác Tài là bây giờ chúng ta phải liên kết hợp tác với nhau, chống lại lão miệng, vì lão miệng này rất là môi mép và hưởng thụ rất nhiều thứ. Trong khi đó là bác thì phải gọi là nghe ngóng,
rồi học hỏi chỗ này, nghe chỗ kia về để mà cung cấp cho chúng tôi để giải quyết vấn đề, làm được vấn đề. Và từ đó cái thân này mới có được như ngày hôm nay ăn uống thoải mái. Nhưng mà miệng hưởng hết trơn, chúng ta không hưởng được gì. Bốn người kéo nhau đến nhà của lão miệng, và không nói không rằng, tuyên bố một cái câu rất là lạnh, lạnh như tiên. Đó là từ đây về sau chúng ta cắt đứt quan hệ với nhau. Và cả bốn người ra về. Lão miệng bây giờ không có tay chân phục vụ, không có con mắt để nhận định, rồi không có lỗ tai để nghe ngóng vấn đề gì, cho nên nằm chèo queo ở nhà. Và môi thì nhợt nhạt, rồi không còn nói năng nữa, buồn nói năng. Mấy ngày hôm sau ai cũng ganh tị, tay chân thì rã rời, bởi vì không có lương thực thực phẩm, làm sao sống. Rã rời tay chân, cắt cái tay lên cũng không nổi mà đi cũng không xong. Còn cái lỗ tai thì bây giờ nằm một chỗ hoài, đâu có nghe cái âm thanh bên ngoài nữa. Còn con mắt tối ngày cứ liêm diêm mở mắt lên, khổ vô cùng. Và cuối cùng là lão miệng bò đến, nói là bây giờ các anh biểu tình như thế đó là cuối cùng chúng ta đều chết. Và hiện nay chúng ta đang chết, và nếu như không chấm dứt cuộc biểu tình này thì tất cả sẽ chết. Câu nói đó thôi làm cho những người kia đều được tỉnh ngộ và chấp nhận cho lão miệng là được hưởng thụ nhiều hơn. Và khi anh miệng anh ăn vào rồi thì tất cả các cái cơ quan khác đều hoạt động bình thường. Đó là câu chuyện ngụ ngôn nói về chủ nghĩa tiêu thụ và sự phân công hưởng thụ về những cái tiêu thụ đó trong cuộc đời. Trong xã hội nó thường là như vậy đó. Tức là có những con người làm rất ít nhưng mà hưởng rất nhiều. Có những con người làm rất nhiều mà hưởng được gì hết trơn. Và có những con người đóng vai trò này vai trò nọ nhưng mà cuộc đời lại quên lãng họ. Và nếu như chúng ta ỷ vào cái công của mình, rồi buồn tuổi, rồi ganh tị, rồi so đo, rồi như thế này nọ, thì chắc chắn rằng xã hội và thế giới này nó khó có thể vận hành như cách thức hiện nay chúng ta đang thấy. Cho nên mỗi người đóng một vai trò, giống như là cái chế độ phân công lao động. Mỗi người có một chức nghiệp khác nhau, và tất cả những cái phân công lao động này, những cái ngành nghề chức nghiệp này cùng phải hoạt động trong một cách thức là hòa hợp lẫn nhau, để cho cái tổng thể của thế giới nó được tiến triển. Miễn là mỗi bên đều hiểu được vai trò trách nhiệm của mình và làm đúng cái vai trò trách nhiệm đó thì tất cả nó sẽ được diễn ra như ý muốn. Còn bằng không, công mình ít mình ỷ công rồi hưởng thụ nhiều hơn thì chắc chắn nó có vấn đề. Các giác quan của chúng ta cũng như vậy. Con mắt á, nó đúng ra là hưởng thụ nhiều nhất. Bây giờ câu chuyện dùng ngôn nó là cái miệng. Bởi cái miệng nó liên hệ đến cái cơ năng tiêu thụ, ăn uống này là các thứ, cho nên người ta dùng hình ảnh của cái miệng. Chứ thực ra trong cuộc đời con mắt là tiêu thụ nhiều nhất. Người ta có thể tốn mấy ngàn đô la đi từ nước này sang nước kia để làm cái gì? Ngắm một cái cảnh đẹp á. Và thậm chí nhiều cảnh cũng chẳng đẹp gì, nó chỉ lạ với những cảnh mà mình đã thấy ở quê nhà. Người nước ngoài sang Việt Nam tham quan được cái gì? Nếu nói về đền đài cung điện kiến trúc nguyên nga, Việt Nam không có. Vào các chùa Việt Nam thì bé bé nhỏ nhỏ đó. Cái biểu tượng dân hóa Việt Nam là cái gì? Nhỏ là đẹp, small is beautiful. Theo một tác phẩm mà của nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới, đoạt giải Nobel về kinh tế, nói cái gì nhỏ thì đẹp. Chùa Một Cột nhỏ lắm nhưng mà giá trị văn hóa nó rất lớn. Con người Việt Nam rất nhỏ bé nhưng mà sự hùng dũng, kiên cường, bất khuất đó, không thua ai. Thì đó là một trong những cách nói an ủi thôi. Tại vì mình làm lớn không được, mình làm nhỏ. Còn nước ngoài người ta làm gì, người ta làm nguy nga lắm. Cho nên vào nước Việt Nam rõ ràng là không thể nào tìm các cái giá trị văn hóa kiến trúc như là ở phương Tây. Như vậy mà tại sao các du khách vẫn tới Việt Nam? Có nhiều người khi phỏng vấn họ trả lời đơn giản lắm. Ở nước tôi chưa từng thấy một cái cảnh tượng chạy xe đạp nhiều như Việt Nam, qua đây để nhìn thấy cho biết. Ở nước tôi chưa từng thấy một cảnh tượng một người phải nai lưng ra đạp nhễ nhại mồ hôi để chở một người khác trên xe xích lô. Lạ lắm, đây là những cảnh tượng lạ. Và nhiều người hiếu kỳ đi thuê người khác ngồi lên
mượn một chiếc xích lô rồi anh ta đạp đổ cái nón lá cho nó tiếu tiếu, phải là chụp hình hoặc là quay phim về, sẵn sàng gọi là trả 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn cũng được. Như vậy là cái nhu cầu hưởng thụ con mắt nó rất là cao, và tổng số tiền chi phí cho các nhu cầu hưởng thụ cho con mắt đó, có thể nói là nó chiếm 80-90% trong tất cả các loại tiêu thụ. Nhưng mà cái hưởng thụ con mắt thường nó đi kèm với hưởng thụ của cái lỗ tai. Ví dụ khi chúng ta xem phim, chúng ta không thể là xem hình mà không có lời, ngoài trừ là những cái phim mà phim sạc lô á, phim không có lời hoặc là phim câm thì chúng ta không nghe âm thanh. Còn phần lớn tất cả các bộ phim đều có âm thanh. Cho nên khi hưởng thụ con mắt thì lúc bấy giờ lỗ tai cũng được ăn ké. Và do đó tu phòng hộ các giác quan, nói một cách tóm tắt là làm thế nào đó để cho các giác quan này hòa hợp theo một chiều hướng, đó là tất cả cùng hòa thuận, tất cả cùng đồng lòng để phục vụ cho con đường sống đạo đức và trí tuệ. Còn bất cứ một việc làm gì, dù là nuông chiều hay là không nuông chiều các giác quan, nhưng nếu nó không mang lại các giá trị đạo đức thì chúng ta biết rằng chúng ta đang tu tập sai, và do đó phải hiệu chỉnh lại phương pháp, phải đặt lại vấn đề về cách thức tu tập của mình. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái phần thứ ba, đó là tu tập bằng chánh niệm ở trong tiêu thụ. Cái phương pháp thứ ba này nó là một cách thức triển khai từ phòng hộ sáu căn thôi. Nói đến tiêu thụ là nói đến một cái nền văn hóa, và văn hóa này rất là phức hợp. Ví dụ chúng ta có cái loại văn hóa y phục, cách ăn mặc các thứ, rồi văn hóa ẩm thực về nghệ thuật ăn uống, rồi văn hóa về sinh hoạt cuộc sống, và cuối cùng đó là văn hóa trị liệu, tức là y dược đông y hay là tây y, về những cách thức để mà tạo sức khỏe cho con người. Tất cả những cái này đều cấu thành một bộ phận văn hóa. Cho nên tu về chánh niệm trong tiêu thụ có thể được xem như là một cái tiêu thụ quan của các góc độ văn hóa, và do đó nó là những cái mà chúng ta không thể nào xem thường được. Bởi vì xem thường á thì các giá trị mà chúng ta có mặt hay là hiểu trong cuộc đời nó không phản ánh được bản sắc văn hóa, mà nó phản ánh một cái gì đó rất là kỳ kỳ lạ lạ, người ta gặp người ta có thể cười. Có nhiều người ngoại quốc khi vào các ngôi chùa Việt Nam thấy các chú tiểu ba chỏm hay là một chỏm thấy lạ lắm, về bắt chước. Bởi vì người nước ngoài họ thích cái gì lạ, thích cái phong trào, cái gì lạ là tạo sự thu hút của họ. Do đó mẫu mã luôn luôn được phải cải thiện và canh tăng là vậy, để đáp ứng cái nhu cầu và hưởng thụ của con mắt. Mặc dầu các nền văn hóa như vừa nói, văn hóa tiêu thụ, văn hóa ẩm thực, văn hóa y phục, văn hóa sinh hoạt hay là văn hóa về y dược và còn nhiều loại hình văn hóa nữa, nhưng có thể được tóm tắt ở trong bốn cái phương diện, đó là quần áo, thức ăn, nhà cửa, sàn tọa, theo kinh điển mà chúng ta đang học, đó là kinh Pali. Thọ dụng chính là sự tiêu thụ các phương tiện phục vụ cho sự sống, nhưng mà phải thọ dụng như thế nào, tiêu thụ như thế nào thì nó có lợi, nó làm nuôi lớn cái tư cách và phẩm hạnh của con người. Cho nên vấn đề ở chỗ không phải là các sản phẩm hay là khối lượng của sự tiêu thụ, mà nằm ở chỗ là cách thức chúng ta tiêu thụ. Và đề cập đến cách thức có nghĩa là đề cập đến cái phương pháp tu. Do đó là một người nghèo, chúng ta vẫn có thể tiêu thụ và sống hạnh phúc được nếu biết cách. Và nếu chúng ta một người giàu mà thiếu đi cái cách thức thì rõ ràng tiền sừng biển bạc có thể đổ ra tốn hao rất nhiều, nhưng cái giá trị của sự sống và hạnh phúc không có. Cái tiêu chí nhà Phật đưa ra về tiêu thụ đó là không thỏa mãn các khoái lạc giác quan.
Khái niệm khoái lạc có nghĩa là vui, thích, hạnh phúc thôi, chứ nó không có nghĩa theo cái cách thức mà từ điển Việt Nam đã định nghĩa. Khoái lạc nghĩa là tình dục, nó phải vậy. Các khoái lạc giác quan thường nó mang tính cách là tham đắm, cho nên quá trình tiêu thụ hay là sự kiện được tiêu thụ hoặc là nội dung của sự tiêu thụ phải đặt trên nền tảng là không phải chủ yếu là thỏa mãn cái nhu cầu dục vọng của các giác quan. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, tiêu thụ chỉ là một phương tiện để phục vụ cho cuộc sống, phục vụ cho nhu cầu của thân, của sức khỏe và của các mối quan hệ giao tế. Nó đơn giản như vậy. Và cái thứ ba, tất cả các cái tiêu chí thụ dụng ở trong cuộc đời cũng chỉ phục vụ cho mục đích cuối cùng, đó là làm thế nào để chúng ta có được chân hạnh phúc, tức là hạnh phúc lâu dài. Và dĩ nhiên hạnh phúc lâu dài nó khác với tình trạng là chúng ta đang khát nước mà uống cốc nước biển hay là nước muối, thì rõ ràng sau đó vài phút chúng ta sẽ bị hốc hác nhiều hơn. Có nghĩa là có nhiều cái cách thức tiêu thụ có thể cung ứng được cái niềm hăng hoan khoái lạc của chúng ta trong chốc lát, nhưng mà sau đó nó để lại rất nhiều di hại cho sức khỏe, cho uy tín, cho phẩm hạnh, cho gia đình và cho một cộng đồng xã hội nào đó. Trong trường hợp đó, Đức Phật yêu cầu chúng ta phải lưu ý và cẩn trọng rất nhiều. Trước nhất là vấn đề cái nền văn hóa y phục. Y phục thường tạo nên cái phong tục tập quán của một cộng đồng và một dân tộc. Nhìn vào cách trang sức, chúng ta có thể đánh giá trị được cái sắc thái của nền văn hóa đó. Cho nên là có nhiều nền văn hóa đặt nặng về màu sắc, cho nên cái y phục của họ đó rất là màu mè. Một trong những dân tộc đó là người Ấn Độ. Ấn Độ là một nước đa văn hóa, đa chủng tộc, đa ngôn ngữ, đa sắc thái, đa tôn giáo. Hay nói đó là một cái mô hình điển mẫu về cái chủ nghĩa đa nguyên. Không bao giờ bên Ấn Độ chấp nhận cái gì là độc nhất, cái gì cũng nhiều. Thần linh là trên là 30.000 vị. Ngày lễ hội thôi đó là một năm như vậy là mấy chục ngày. Phong phú rất nhiều, nhưng mà cách ăn mặc của đại đa số các sắc tộc rất là màu mè. Mặc dầu cách thức thì đơn giản, nhưng mà màu sắc nhất là cho người nữ nhiều lắm. Đó là chưa nói đến những cái trang sức phẩm. Người nữ không chỉ đeo những cái khoanh, không có khoanh gì quá này, nghe lỗ tai á, mấy cái khoanh lỗ tai nó đại vậy, cái khoen phải không ạ? Và không chỉ là đeo những cái chiếc cà rá ở những ngón tay, mà họ còn đeo ở lỗ mũi nè, rồi đeo ở những cái ngón chân nữa. Là những bà mệnh phụ phu nhân hoặc là những người thuộc giai cấp cao đó, là người nữ đó, ở dưới bàn chân của họ 10 ngón như vậy là đủ thứ dây chuyền. Ngay cả gọi là cái cổ chân đó là đeo một sợi dây chuyền với nhiều hoa hoa văn rất là đặc sắc. Còn ở vùng cổ này là đeo đủ thứ hết trơn. Vào những cái nhà triển lãm hay là viện bảo tàng của Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy cái nền văn hóa trang sức y phục rất là đặc sắc của người Ấn Độ. Và cái gì nó thuộc về đặc sắc hoặc là quá màu mè thường nó làm cho người ta dẫn tới tham đắm nhiều lắm. Cái đơn giản chừng nào thì mức độ tham đắm nó giảm chừng đó. Đức Phật đưa ra một tiêu chí là y phục chủ yếu phục vụ cho ba mục tiêu. Thứ nhất là để tránh cái sự trần truồng. Đức Phật dùng cái từ nó hơi thẳng phải không ạ? Cái thứ hai là để ngăn ngừa khí hậu nóng và lạnh. Và thứ ba đó là phòng chống các loại bò sát hay là ruồi muỗi vân vân. Bởi vì một người mà nếu lúc nào cũng bị muỗi chích hay là riệp cắn thì rõ ràng không thể nào yên tâm để mà tu được hay là yên tâm để mà làm việc được. Cho nên trang phục chủ yếu là để phục vụ cho ba điều vừa nêu.
rất đơn giản. Trong đó chúng ta không tìm thấy một tiêu chí nào để thỏa mãn cái nhu cầu thưởng thức của con mắt. Nhìn làm sao cho người đó, mình thấy rằng người đó đẹp. Nhưng mà trên thực tế người Ấn Độ họ có một cái nhìn đâm chiêu lắm. Bởi vì đó là xứ sở của những triết gia. Họ nhìn đến độ mà ra triết học, nhìn một vấn đề, nhìn thẩm thấu để tạo ra triết lý. Còn khi mà họ quan sát một người nào đó, họ nhìn lâm lâm le le như thế này làm cho người kia mắc cỡ. Và có nhiều người tưởng rằng họ có một cái dụng ý nào đó, trong khi mà mình bị một người khác, một người đó là quán Ấn Độ đang quan sát. Cho nên là tất cả các cách thức tu tập về cái nền văn hóa y phục chủ yếu là phục vụ cho thân thể có được sức khỏe. Trong các tôn giáo Ấn Độ, Kỳ Na giáo là tôn giáo tương đối là cực đoan. Họ lý luận như thế này là tất cả mọi người trên cuộc đời này, dù là vua chúa ăn mặc sang trọng cỡ nào đi nữa, nhưng mà ngay cái thuở mới lọt lòng, không ai là có quần áo. Cho nên hãy trở về cái thời kỳ cái nguyên sơ của con người lúc mà mới chào đời. Và do đó họ chủ trương là không mặc quần áo. Tất cả các nhà sư của Kỳ Đại giáo đều như vậy. Mỗi một năm như vậy tại Ấn Độ họ vẫn còn cho phép là các du sĩ Kỳ Na giáo đi nhiễu hành ở trong thành phố. Họ đi hàng trăm người như vậy, chứ không phải một người đâu. Và thông qua cách thức đó chúng ta phải thừa nhận rằng cái nội lực về tu tập lớn lắm. Cho nên đi như vậy mà không phóng tâm, không gợi dục, và họ vẫn có thể nhiếp niệm ở trong từng bước đi của họ. Chỉ rất tiếc là cái phương pháp tu tập này nó quá nghiêm khắc đối với thân thể và quá cực đoan đối với phương pháp. Chỉ vậy thôi. Như vậy làm thế nào để họ chống được cái sự nóng và lạnh với một khí hậu của miền Bắc Ấn rất là khắc nghiệt? Thì có một cái mẹo. Và về mùa đông á, miền Bắc Ấn Độ có thể lên đến là 0 độ, có nơi là đóng tuyết. Họ dùng cái nước tro tráng lên trên người, ngâm mình trong đó rồi thoa hết toàn thân. Thì cái nước tro nó có một cái chức năng, đó là làm cho các lỗ chân lông gọi là được khép kín lại. Và nó tạo một cái nhiệt lượng căn bản đã làm cho gọi là khí hậu lạnh bên ngoài nó không tấn công cái lớp da, hoặc là không làm cho con người trở nên bị run rẩy. Và để hỗ trợ cho vấn đề đó, họ dùng thêm một cái phương pháp nội tu, đó là vận nội công bằng thiền định, tạo cái nhiệt lượng cho cơ thể sống một cách bình thường. Và đối với Đức Phật, cái điều này không quan trọng, không cần thiết. Bởi vì để chống lại cơn nóng lạnh, chúng ta chỉ cần sử dụng các loại y phục khác nhau, như các nhà thời trang ngày nay đã làm. Mùa lạnh thì mặc áo ấm, mùa nóng thì mặc áo mỏng, áo the, để cho cơ thể mình nó thích ứng với cái nhiệt độ bên ngoài. Ngoài nó không tấn công cái lớp da, hoặc là không làm cho con người trở nên bị run rẩy. Và để hỗ trợ cho vấn đề đó, họ dùng thêm một cái phương pháp nội tu, đó là vận nội công bằng thiền định, tạo cái nhiệt lượng cho cơ thể sống một cách bình thường. Và đối với Đức Phật, cái điều này không quan trọng, không cần thiết. Bởi vì để chống lại cơn nóng lạnh, chúng ta chỉ cần sử dụng các loại y phục khác nhau, như các nhà thời trang ngày nay đã làm. Mùa lạnh thì mặc áo ấm, mùa nóng thì mặc áo mỏng, áo the, để cho cơ thể mình nó thích ứng với cái nhiệt độ bên ngoài. Mà nếu như không có sức khỏe thì tu theo Kỳ Đại giáo chắc không nổi. Bởi vì họ gọi là phơi sương, rồi phơi nắng, rồi sống rất là đơn sơ. Và dĩ nhiên cái yêu cầu về tâm á cũng phải rất là lớn, không màng hết tất cả mọi sự hưởng thụ mới có thể làm được. Nhưng mà mặc dầu vậy, Đức Phật vẫn không khuyến khích chúng ta làm. Đức Phật dạy các vị tu sĩ chỉ có 3 y:
Mà gần đây người ta hiểu khái niệm ba y rất là sai, và từ đó dẫn đến ứng dụng không đúng. Ba y tưởng là ba chiếc y, cho nên là mỗi lần mà các vị sa di hay là sa di ni chuẩn bị thọ giới tỳ kheo ni, tức là lên làm một vị đại đức hay là một vị sư cô, thì phải mai ba bộ y hậu khác nhau. Như vậy là cao. Khái niệm ba y ngày xưa chỉ đơn giản là như thế này, đó là một cái củng miếng vải quấn ở từ cái lưng bụng xuống đến cái mắt cá, quấn thật cách quấn xà rông của người Ấn Độ, đó gọi là hạ y. Còn trung y là một cái tấm vải khoác từ vai bắt ngang qua cái hông để che cái ngực, và cái thượng y là cái quan trọng, đó là một tấm vải quấn hết toàn thân người. Và lúc đó là quấn theo cái cách là chừa cái vai bên phải để biểu tượng cho sự cát tường hay là an lạc theo quan niệm văn hóa của Ấn Độ. Cái ba y là như vậy thôi. Hay là cái khác là ba y thực chất chỉ là một bộ đồ và một cái tấm vải khoác ở trên bộ đồ đó thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật đặt ra cái phương pháp an cư mùa mưa, mà bây giờ chúng ta thường gọi sẽ là đó là an cư mùa hạ. Thì với Ấn Độ đó, mùa hạ có mưa, nó có ba mùa thôi: mùa xuân, mùa hạ và mùa mưa. Có nơi thì không dùng mùa xuân, dùng là mùa thu, mùa hạ, mùa mưa. Mỗi một mùa vậy là 4 tháng, từ tháng tư hay là giữa tháng 3 cho đến là giữa tháng 7 hoặc tháng 8, người ta gọi là mùa hạ. Hoàn toàn không có một giọt mưa nào hết, nó nóng cực kỳ. Và từ giữa tháng 7 hay cuối tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 trở đi thêm 3 tháng rưỡi nữa, đó là mưa tầm tã. Cho nên Đức Phật mới dạy là an cư mùa mưa chứ không có an cư mùa hạ. Để chi? Là bởi vì á, nếu đi hành khắc mà gặp phải cơn mưa thì rõ ràng là ba cái chiếc y ở trên người của vị tu sĩ bị ướt, do đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là nhất. Cái thứ hai nữa đó, đó là cái mùa mà cây cối côn trùng được sanh sôi nảy nở, sinh lầy nó cũng được nhiều hơn, bởi vì đường xá nó không có như bây giờ, do đó việc đi lại rất là khó khăn. Cho nên Đức Phật đã yêu cầu tất cả các tu sĩ dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài là nên ở yên một chỗ suốt mùa mưa. Đó là cái nguyên nhân gọi là hoàn cảnh hay là nguyên nhân khí hậu, mà điều đó quan trọng. Quan trọng hơn là Đức Phật tận dụng cơ hội này để làm ba việc. Thứ nhất là giúp cho tất cả tăng ni nạp lại cái bình ắc quy năng lượng tâm linh của mình. Thế là 9 tháng trời là chúng ta làm việc Phật sự, giao tế, làm đủ thứ hết trơn. Và lúc đó chúng ta mất đi rất nhiều thời gian để tu cho bản thân. Và do đó 3 tháng này là nạp năng lượng tâm linh rất cần thiết. Nhưng chiếc xe lâu lâu chúng ta phải đi tiểu tu hay trung tu hoặc là đại tu, sửa hoàn toàn làm cho gọi là bơm nhớt xăng dầu rồi chỉnh các bộ lon ốc này nọ các thứ, và không chạy riết là nó rớt bộ lon là nguy hiểm. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là nó là một cái cơ hội để cho những vị mới xuất gia hay là những vị tăng tỳ kheo học tập được cái kinh nghiệm hoằng pháp của những vị A-la-hán và những vị tôn túc lớn. Bởi vì Ấn Độ là một môi trường đa tôn giáo, sự tiếp xúc giữa tôn giáo này với tôn giáo nhỏ rất là nhiều, và các vị đệ tử của Đức Phật đã từng đối thoại với những vị đệ tử của các tôn giáo khác, nhưng mà do hạn chế về kiến thức, có nhiều vị trả lời không xuôi, không xong. Và trong mùa hạ là cái dịp để các vị này kể lên câu chuyện mà mình đã chứng kiến gặp ở đây đó, và Đức Phật mới dạy là trong trường hợp này về sau các vị phải trả lời như thế này, hướng dẫn như thế kia, thì người nghe mới có được lợi ích. Và cái thứ ba nó cũng liên hệ đến vấn đề tu, đó là một cái dịp để cho tất cả chúng ta đồng tu. Nào giờ chúng ta có thể tu cá nhân, tu riêng, nhưng mà tu tập thể nó khó hơn. Tu tập thể thì chúng ta phải nương người này, nương người kia để cho cả cộng đồng được phát triển, tất cả cùng theo một cái trật tự để cho tâm linh được phát triển.
Thì đó là ba cái mục tiêu chính yếu. Còn cái nguyên do về khí hậu thời tiết mùa mưa chỉ là một cái cớ chứ không phải là cái nguyên nhân quan trọng. Thế như vậy là chúng ta thấy là người tu chỉ có ba chiếc y thôi, đơn giản là bởi vì là chủ yếu là che thân chứ không phải là để hưởng thụ. Nhưng mà thường á, người ta có khuynh hướng là ăn mặc làm sao cho nó ngon. Bây giờ tu sĩ trong thời hiện đại cũng phải có ba bộ giặt khách là tối thiểu, áo tràng cũng phải có hai ba cái, áo hậu cũng hai ba cái, bởi vì tụng kinh một ngày sáu thời trong cái mùa ăn cư này, mồ hôi mồ kê nó đổ ra cái đó. Mà nếu như chỉ có một chiếc y mà đắp y vô cái người đứng kế bên chắc chịu không nổi, xanh gọi là bồ đề gai liền. Cho nên mặc dù nó không đúng với quy định ngày xưa của Đức Phật, nhưng nó vẫn là một cái gì đó cần thiết, không đến nỗi lắm. Chỉ có điều là đừng làm nhiều quá. Chúng tôi nghe nói chứ không biết đâu. Người ta nói là người nữ thường mua sắm quần áo nhiều lắm. Nếu ai có thì để tay xuống. Thì rõ không? Toàn bộ để tay xuống hết trơn, đâu ai giơ tay lên. Cái nhu cầu làm đẹp cái thân đó, thì nói rằng người nữ là số 1, nên gọi là phái đẹp. Có nhiều người chơi chữ nên nói là phái đẹp, không nhất thiết là cái gương mặt, cái ngoại hình của người đó đẹp, nhưng mà là cái phái mà thích chuộng cái đẹp. Nên chơi chữ kiểu này hơi kẹt. Chứ thực ra người nữ có ngoại hình đẹp hơn người nam. Trong các loài động vật đó, thì loài đực đó, thì đẹp hơn loài cái. Nhưng mà ngược lại đó, nhân loại thì loài nữ đẹp hơn. Cho nên cái nhu cầu thưởng thức và thể hiện cái đẹp là một cái nhu cầu rất lớn đối với người nữ. Chúng tôi đoán thôi, những người nghệ sĩ, ca sĩ hay diễn viên điện ảnh, đảm bảo trong nhà không bao giờ dưới 100 bộ đồ quần áo. Nhiều dữ lắm. Bởi vì họ sống với cái thể diện nhiều, xuất hiện ở quần chúng là phải có một cái đồ mới. Có nhiều người một ngày như vậy là phải mặc ba bộ đồ thay khác nhau vậy, để mà chứng tỏ rằng mình là cũng một người có tiền chút xíu, biết là thưởng thức các cái model, các loại thời trang, các cái giá trị mới. Cái phong trào thời trang chúng ta thấy là nó đang phát triển khắp nơi trên thế giới, mà giá trị của nó thực ra chỉ là một cái mới thôi, chưa chắc là đẹp. Nhưng mà người ta có thể bỏ ra 100 đô để mua một cái bộ đồ vải vóc. Nếu mà mua mình may, tự tay mình may thì nó chừng khoảng 3 hay là 100 ngàn là cùng. Nhưng mà người ta vẫn bỏ tiền ra mua các bộ thời trang, và mặc một lần thôi, không mặc lần thứ hai. Thì mặc lần thứ hai tôi nói mình nghèo. Cái thể diện đó nó làm cho con người tiêu hao rất nhiều. Và cái này theo nhà Phật đó, là chúng ta đang xa xí công đức của mình. Cái phước của mình đang tiêu thụ quá mức. Mà trong khi đó, trong cuộc đời này có nhiều người nghèo rớt mồng tơi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng mà mình không thể nào hoặc là không dám mạnh dạn để tặng, chia sẻ bớt những gì mình có cho họ, ngoài trừ là phục vụ cho cái nét đẹp của thân. Cho nên Đức Phật dạy là phòng thân trong trường hợp này, đó là ăn mặc làm sao để cho cơn nóng lạnh nó được khắc phục, chứ không phải là để thỏa mãn cái nét đẹp. Bởi vì thỏa mãn càng nhiều thì phước báo chúng ta được tiêu thụ nó cũng tương đương từng đó. Và do đó bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước báo chúng ta làm trong cuộc đời á, gọi là sáng làm chiều hưởng, gọi là làm trong đời này hưởng đời này, cho nên có bao nhiêu lãnh hết bao nhiêu. Vì đó chúng ta phải biết bòn phước bằng cách là tiêu thụ một cách gọi là vừa phải. Chúng tôi không dám nói là một cách hạn chế, bởi vì người thế gian thì cần phải có cái thể diện. Rồi đối với người tu á, mà người nào mà áo y lúc nào cũng ủi lắm, có nha, khó tu lắm. Chúng tôi khôn lắm, thường mai những bộ đồ nào mà cái loại vải đó không cần ủi mình không nhăn, để đỡ mất thời giờ. Chứ tối ngày mà cứ đi lo ủi đồ, rồi mặc đồ làm sao cho nó thật là sáng, thật là tươi, thật là đẹp,
thì nó sẽ rơi vào tình trạng là hưởng thụ. Nó phản ánh cái khuynh hướng á, cái sở thích đó, hưởng thụ nhiều. Và như vậy tu khó lắm. Ngày xưa Đức Phật mặc y phục đó, nói có thể là quý vị không tin đâu, cái độ mà có nhiều chiếc y nó rách nát luôn, rồi cắt giá mai lại, rồi từ đó nó có cái y ta gọi là y bá nạp, ráp thành trăm mảnh mà. Bây giờ người ta làm y bá nạp là cặt hết rồi. Cái ngày xưa là vì mình rách, mình không mai cái mới để mà tiết kiệm cái phước đức của mình. Bây giờ là nhiều người thợ mai thì lấy những cái vải vụn kết nối lại mai thành cái chiếc y đó gọi y bá nạp. Mặc một chiếc y như vậy thấy nó nặng lắm, bởi vì cái công của người ta bỏ vô nhiều quá. Y bá nạp phải vậy, có nghĩa là thay vì chúng ta quăng bỏ nó rách thì chúng ta lấy vải để mà phá lên, vá nhiều lần, miễn là nó mặc còn được. Ngày xưa Đức Phật mặc y bá nạp. Bây giờ thì tu sĩ mặc đồ nó cũng sang trọng lắm, giải phải là so xích bóng, so xích gân, nhìn thấy cho nó xôm xôm vậy đó mà. Người đó không cần thiết. Chứ thực ra mặc mà cô tông nhiều mới tốt, bởi vì nó làm cho các lỗ chân lông của chúng ta đó có thể tiếp xúc với không khí dễ, phóng thích được những cái gì không cần thiết ở trong cơ thể ra bên ngoài, hơn là mặc những cái loại so xích. Bởi vì những cái đó nó ảnh hưởng một cách gián tiếp đến sức khỏe. Như vậy là nói một cách khác là cái nền văn hóa y phục một phần nó tạo nên cái phong tục tập quán một dân tộc, một cộng đồng hay một con người phong cách riêng. Nhưng mà nếu không biết cách đó, chúng ta sẽ tổn rất nhiều phước. Do đó cần phải kiểm phước bằng cách là mua sắm những thứ gì cần thiết, và những cái gì không cần thiết thì không mua. Ngày xưa có một câu chuyện kể rằng là có một ông vua, sau những cái cuộc chinh chiến trở nên rất hiếu kỳ và kiêu hãnh, và tất cả mọi trang phục trong cuộc đời mà ông ta có không còn làm cho ông ta cảm thấy thỏa mãn được. Ông ta muốn có một loại trang phục gì đó đặc biệt, và chỉ có một mình có độc nhất thôi, không có một cái copy, một cái bản sao thứ hai, cái đặc biệt mà độc quyền về ăn mặc. Thì có một người khi biết được cái tính hiếu kỳ ông vua, cho nên là cho chuyên người vào trong triều đình, nói rằng anh ta sẽ sẵn sàng mang một bộ y phục thần thánh cho nhà vua. Thì nhà vua nghe nói như vậy thích lắm. Thánh thần này nào giờ chưa thấy mà nghe nói y phục thần thánh là khoái vô cùng. Giống cách thức ngày nay Thanh Hải của từ xưa mỗi lần làm một cái y phục mới, nó là y phục thiên đường. Nghe nói y phục thiên đường được, cái ta thích ta mua liền. Giá trị nó có 100.000 bán thành 3.000 đô cũng mua. Cái tính hiếu kỳ mà. Nhà vua tới gặp anh ta, anh ta yêu cầu đó là phải giao cho gọi là mấy trăm lượng vàng, gọi là kim cương ngọc ngà châu báu, thì anh ta mới đi mua vải của thần thánh để may cho một bộ y phục thần thánh, bằng không thì không làm. Đó chưa nói đến cái công. Nhà vua tiền rừng biển bạc sở gì, cho nên đáp ứng yêu cầu. Mỗi ngày như vậy, nhà vua vẫn cho lính gác canh chừng, không biết là anh này anh nói khống, anh lừa mình hay là anh làm thiệt. Anh ta cũng cho là công nhân trong ngày, có ngày cứ là cái tay cứ quay quay như thế này nè, giống như dệt cửa vậy đó, mà không có cái khung cửa nào hết trơn. Rồi là cũng nổ được làm, rồi uống nước rồi thấy mệt mỏi, rồi nghỉ ngơi làm mấy ngày liên tục như vậy. Anh ta mới báo nhà vua là bạch hoàng thượng, vải đã được dệt xong rồi. Hoàng thượng nói hãy cho ta xem. Nói là đây vải đó mà không thấy gì hết trơn á. Thì nhà vua nói tại sao mà tôi không thấy được. Thì ông này ông nói là chỉ có những con người nào lương thiện và thần thánh mới thấy được cái vải này. Nhà vua nhìn vô và hỏi các đại thần, các khanh có thấy chăng? Ông nào cũng gật đầu hết. Bởi vì nếu nó không là mình không phải là đạo đức sao, mình không phải là thần thánh. Cho nên ai cũng phải gật đầu. Nhà vua thấy tất cả các quan thần đều gật đầu, cho nên rất là tâm đắc, gật đầu đẹp quá, ráng mai sớm cho ta liền.
mấy ngày sau gọi là bộ y phục đã được may xong, đem vào trong triều đình, ông vua cũng không thấy gì, toàn bộ mọi người cũng không thấy. Thì là cái anh thợ may này yêu cầu muốn mặc trang phục của thần thánh thì đầu tiên phải cởi hết trang phục của thế nhân ra, chứ bằng không nó ảnh hưởng. Ông vua nghe vậy nhìn quay lại và hỏi các quan khanh không biết có nên làm hay không. Và ông này ông chiêm vô câu: nếu như không làm như thế này á thì chúng ta mãi mãi là những người phàm phu, và nhà vua cũng là phàm phu thôi, chứ không bao giờ trở thành thánh nhân được. Ông nghe nói thì bị khích nó cỡ quần áo ra hết. Rồi là anh thợ may trao cho cái y phục thần thánh, nhà vua cũng tiếp nhận nhưng mà không thấy gì hết trơn. Người giơ tay, người thì bưng lấy, rồi nhà vua thì thọt tay vô. Những người mà thường chăm sóc cho nhà vua cũng phải chạy chú chuốc vậy nè, lấy đồ mẹ phải thấy nó rất là đẹp không, tâm đắc khen tấm tức. Rồi nhà vua bắt đầu đi diễu hành trên một chiếc xe ngựa tứ mã. Đi tới đâu thì binh sĩ của quan hô là quần áo thần thánh, quần áo thần thánh, quan hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Và ai cũng tấp tắc: đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Bởi vì nếu không khen đẹp thì chết. Rồi nhiều người thấy như vậy nhưng mà ai cũng phải nói theo hết trơn, bằng không là có vấn đề. Nhưng mà có một cậu bé làng quê đâu biết gì đâu, la lên: má ơi, ra đây coi, ông vua ở chuồng. Ông vua nghe vậy mới nhìn lại, rồi thôi chui xuống chiếc xe ngựa tứ mã đó, vô chở triều đình. Câu chuyện ngừng. Ngụ ngôn, từ ngụ ngôn là không có thật, nhưng mà triết lý của nó là một cái điều mà chúng ta không thể bỏ qua. Thật có những con người hiếu kỳ muốn là mình phải có một cái gì đó là đặc quyền mà những người khác không có, để thể hiện rằng đây là mình là con người nhà giàu sang trọng phú quý mà những người khác không bằng được. Cho nên tất cả những cách trưng diện ăn mặc đó, thông thường đó, nó sẽ tô bồi cái bản ngã của con người và lòng vị kỷ lớn hơn. Và trong trường hợp này, cái nụ cười châm biếm đó, nó nằm ở chỗ đó là do vì người ta quá thần tượng những cái giá trị của thiên đường và thần thánh, cho nên đó, người ta đã trở nên một con người rất là kỳ quặc. Mặc lông bào đẹp như thế đó mà không chịu đi mặc cái bộ đồ là, mà nhà Phật thường dùng một từ rất là hay, đó là áo không khí. Khoác vào chiếc áo không khí mà cho là áo thiên thần. Anh nói cách khác là cái mà tạo cho con người thành thần thánh không nằm ở y phục mà nằm ở tư cách của người đó, cái trang phục đạo đức mà mọi người cần phải có. Cái đó là cái quan trọng. Trong chuyện cổ dân gian của Ấn Độ có kể rằng có một anh chàng rất là giàu có, mà anh ta là thích trưng diện, cho nên mỗi một ngày như vậy là thay gọi là quần áo đến 7-8 lần. Nhưng mà có một điều rất tiếc là không ai quan sát, người ta ngắm nhìn ta, nếu người đó người nữ cho người ta quan sát, người ta tức lắm. Hôm nọ gọi là treo hết tất cả gần 100 bộ đồ trong một cái sàn phơi vậy đó, rồi bắt đầu cho phóng hỏa lên, là người ta truy hô lên: bới người ta, bới làng sớm tới đây giúp tôi, quần áo tôi bị cháy hết rồi, chỉ vậy nè, để cho ta nhìn mấy cái bộ đồ đẹp. Mà hàng ngày người đi kẻ lại không ai để ý. Có những con người như vậy, tức là phải làm thế nào đó để thể hiện rằng mình là người biết ăn chơi, nó theo cái từ thiếu thiếu, biết ăn, biết chơi, rồi biết gọi là chuyên diện. Mà tất cả những thứ này nói theo nhà Phật nó không cần thiết cho cuộc đời. Về cái nền văn hóa thứ hai đó là văn hóa ăn uống hay là ẩm thực. Thông qua cái cách thức ăn uống, chúng ta có thể đánh giá được tư cách đạo đức của người đó. Nói như vậy có quá đáng không? Không. Một bậc thánh không thể nào ăn quảng, ăn mà che giấu như thế này, theo kiểu mà chúng ta đọc ở trong kinh
Mục Liên Thanh Đề đó, đó là ba mẹ của ngài Mục Liên sợ những con quỷ khác thấy cho nên che, vừa ăn mà che như thế này để cho người ta không thấy mình ăn cái gì, để không chia sẻ cái phần đó. Cho nên trong thái độ bỏng sẻn và tham lam, cái ăn nó thể hiện ra hết trơn. Cái người tham lam á thì ăn bằng cách nào đó, gọi là trong một cái dĩa đậu hũ có bốn cái thôi, gấp hết hai miếng luôn, mà bốn người như vậy là phải có một người nhịn thôi. Hoặc là trong một cái mâm cơm vậy, có cái món nào mà mình thấy mình ăn khoái khẩu là mình gấp hết trơn, mấy người kia chỉ có cầm đũa mà chịu thôi, gật đầu. Nên nó phản ánh cái thái độ tâm lý của con người thông qua cái cách thức mà người ta ăn uống. Cho nên nó tạo thành một nền văn hóa cá nhân là như vậy. Người Trung Hoa nổi tiếng là một đất nước, xin lỗi, là một dân tộc biết thưởng thức các sơn hào hải vị, cho nên là cái món ăn của họ thường được gọi là đặc sản. Chúng tôi xem trong một cái bộ phim gọi là Kỳ Quan Trung Hoa, cho nó có giới thiệu về cái nền văn hóa ẩm thực. Mình cảm thấy là không thể nào chịu đựng được trước cái cảnh tượng người ta bắt một con gà để trên một cái dĩ sắt nóng khoảng là 300 độ. Con gà đó được nhổ hết các cái lông ở đùi ra, cho nó đi trên đó vòng đó, nóng quá tất cả máu từ ở trên cổ, trên thân, rồi trên hai cái cánh nó phải dồn và chảy xuống ở cái đùi. Và chỉ trong vòng khoảng 2 phút thôi, người ta chặt cái đùi đó ra ăn. Đau đớn, thấy khổ vô cùng. Rồi một cảnh tượng khác đó là người ta lấy một con cá chép hay một cái loại cá đặc biệt gì nào đó, sát vào ở trong nó để nguyên giải, nguyên vẫy, rồi bỏ vào một cái chảo dầu sôi, trụng vào một cái móc lên đó, là con cá vừa chín tế mà miệng còn ngáp. Mà ăn như vậy, nấu được như vậy, tao gọi là một tay đầu bếp thiện xạ, biểu diễn gọi là nghệ thuật ăn uống, nghệ thuật nấu ăn. Hoặc là làm một con ếch, gọi là tuột cái da của nó ra bên ngoài, rồi là bỏ vô một cái chảo dầu sôi, đưa ra con ếch còn nhảy bịch mấy cái rồi mới ngã xuống chết. Ăn như vậy mới gọi là ăn ngon. Thì tất cả những cái thứ ăn uống đó, hay là cái phong cách ăn uống đó, nó thể hiện cái giả tâm của con người. Và về sau này những con người đó thì đứng trước những cái đường khác có thể là giết người như thế, bởi vì chúng ta nạp vào những cái chủng tử hay là những cái hạt giống của sự giận dữ ác độc thông qua cái phong cách ăn uống chúng ta hàng ngày. Đến lúc nào đó khi có cảnh huống diễn ra, chúng ta có thể sẵn sàng giết một người khác ăn tươi nước sống họ. Cái từ ăn tươi nước sống nó có thể phát xuất từ những cái này. Trong khi đó người Ấn Độ họ rất biết gọi là bồi dưỡng cái lòng từ bi. Mặc dầu từ ngàn xưa người Bà La Môn giáo không ăn chay. Chúng ta đọc trong kinh điển Pali, sắp tới chúng ta sẽ đọc những đoạn kinh như thế này, là mỗi một lần họ tế thần, giết lần 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, vân vân, giết rất nhiều. Và do đó họ không phải là những người ăn chay, bởi vì thần linh còn ăn mặn. Nhưng mà kể từ khi Phật giáo Đại thừa được phát triển, cái nền văn hóa ăn chay thể hiện lòng từ bi đối với các loài vật, thì lúc bấy giờ Bà La Môn giáo đã tiếp thu cái nền văn hóa này. Và đến bây giờ tất cả những người Ấn Độ giáo đều ăn chay. Nước Ấn Độ là một nước gọi là có cái biển rất là rộng, Ấn Độ Dương. Nhưng mà khi ra các bờ biển, chúng ta sẽ không bao giờ thấy cái cảnh mà người ta bán gọi là cua, ghẹ, tôm hay là tất cả những loại hải sản ở dọc theo bờ biển. Qua Ấn Độ mà đi tìm những cái loại mà hải sản hiếm lắm, bởi vì người ta hạn chế sát sanh một cách tuyệt đối, không phục vụ cho cái nhu cầu hưởng thụ của ẩm thực. Qua bên Ấn Độ tìm chỗ chay thì rất là dễ, tìm đồ mặn khó lắm. Nhưng mà đối với những người nào ăn mặn
thì họ cũng biết cách lắm. Và cái thực phẩm ăn mặn của họ thường nó chỉ có 4 loại thôi. Thứ nhất là con bò, dành cho những người Hồi giáo. Thế là bò là một cái con vật được thờ rất là thiêng liêng ở trong nền văn hóa và tôn giáo Bà La Môn. Cho nên những người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo là ăn bò, bởi vì một ký thịt bò nếu mà tính ra tiền Việt nó khoảng chừng là 12.000, rẻ lắm. Rồi cái đến là thịt cừu hay là thịt dê, và cái đến là cá. Mà khi họ ăn cá không bao giờ ăn cá lòng tông, cá con, cá vỏ nhỏ, cá lóc, mấy thứ này là hoàn toàn không ăn. Ăn những cái loại cá biển bự, một con như vậy 10 mấy ký. Hỏi tại sao như vậy? Họ nói là chúng ta ăn trong một ngày như vậy, cả một gia đình 10 người chỉ có sát sanh một đơn vị sự sống thôi. Sao họ biết nuôi dưỡng lòng từ bi như thế đó? Mặc dù sự sống nào cũng quý như nhau, nhưng mà nó nếu như phải ăn mặn thì ăn mặn như thế nào đó để hạn chế cái nghiệp sát một cách tối đa. Cho nên chúng ta thấy là hai nền văn hóa này hoàn toàn khác nhau. Một nền văn hóa của Ấn Độ đặt trên nền tảng tình thương loài vật, còn nền văn hóa ẩm thực của Trung Hoa rất là sát khí. Có nhiều người Ấn Độ khi hỏi về Việt Nam và được biết rằng nước Việt Nam là 80% tín đồ là người Phật giáo, nhưng mà họ nói là qua đây ăn chay có dễ hay không? Chúng tôi trả lời là tìm một tiệm đồ chay là khó vô cùng. Tại Sài Gòn chỉ có mấy chục tiệm đồ chay thôi, còn đi các tỉnh khác tiệm đồ chay không có. Họ nghe họ ngạc nhiên không thể nào hiểu nổi, tại sao 85% quần chúng Phật tử lại không ăn chay, còn họ là những người Bà La Môn giáo ảnh hưởng phần giáo đại thừa mà lại ăn chay trường. Dòng họ cha mẹ con cái từ lúc mới sinh ra cho đến lớn lên là đi ăn chay trường. Ai nói người Ấn Độ ăn chay là mất sức khỏe? Xem trên TV, chỉ trừ những cái giai cấp mà nghèo khó khùng đinh trong xã hội là ống tông ống tay, bởi vì họ phải làm việc quá nhiều, quá sức lao động để kiếm cái chén cơm manh áo. Còn đại đa số còn lại, người Ấn Độ nào cũng được xem là phát tướng, nhìn ra xa thấy nhỏ hơn cái thùng phi chút xíu rồi, mập lắm. Như vậy ai nói ăn chay là mất sức khỏe? Chỉ có điều là chúng ta ăn chay không biết cách. Người Việt Nam ăn chay đặt nặng vấn đề khẩu vị, ăn làm sao cho nó ngon cái khẩu vị thôi, cho nên á cái chất lượng thực phẩm không có. Ấn Độ ăn chay bằng ngũ cốc, bằng các loại bơ sữa, rồi ngũ vị đề hồ trong kinh nói. Và những thứ này á nó làm cho con người có một cái sức khỏe rất là tốt so với chúng ta ăn rau hay là ăn canh, ăn những loại nước thôi, cũng là nước tương. Còn chưa nói theo cái kiểu mà ăn chay tuần trước chúng tôi đã nói đó, làm những cái hương vị và hình thù của thực phẩm mặn. Dĩ nhiên nó chỉ là những quá chất thôi, nó đáp ứng cái nhu cầu gọi là đỡ thèm khoái khẩu của con người, chứ không có gọi là chứa được ở trong đó những cái giá trị gọi là dược liệu hay là những cái giá trị thật sự cần cho đời sống của cái thân. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó là thực phẩm không phải để hưởng thụ, cũng không phải để thỏa mãn, cũng không phải là để làm đẹp cái thân này. Đó là ba tiêu chí Đức Phật đặt ra về những cái không nên quan niệm về ăn uống. Và hai tiêu chí đặt ra kế tiếp đó là mục đích chính của ăn uống là để được sống lâu và sống khỏe. Đọc một nguyên tác quý vị sẽ thấy điều này. Và cái thứ ba quan trọng hơn là hỗ trợ cho con đường tu tập, nhờ đó là các cảm thọ cũ và những khoái lạc trong cuộc đời nó sẽ không còn có mặt và không làm xuất hiện các cảm thọ mới mà tính cách tương tự. Và cuối cùng đó là làm cho con người không bị lỗi lầm và to lỗi trong cách thức ăn uống. Rõ ràng lắm. Cho nên là cái tiêu chí về ăn uống ở trong nhà Phật, dù là người xuất gia hay người tại gia, không phải để thỏa mãn cái nhu cầu khoái lạc của khẩu vị. Ăn thế nào để cho có đủ sức khỏe để sống và sống một cách lành mạnh. Còn sống mà không có sức khỏe đó, khổ lắm. Có một bà cụ là 80 mấy tuổi thường đến than phiền với chúng tôi, mà bà ta là gì, gọi là 10 cái nhà lầu, mỗi một căn như vậy là đến 4-5 tầng, xa hơi là vô số.
giàu lắm, nhưng mà ta nói một câu mà chúng tôi lúc đầu không hiểu, ngậm đắng nuốt cay là tôi nè thầy. Hỏi sao vậy bà cụ? Bởi vì bữa nào tôi cũng uống thuốc bắc hết trơn. Tôi bệnh mà phải uống thuốc mà. Mà thuốc đắng thì đã cật. Cho nên nó là gần như là 50% các sản phẩm mà chúng ta tiêu thụ trong cuộc đời nó chỉ cần chỉ có 10% thật sự là phục vụ cho cái nhu cầu sinh tồn của thân thôi. Các bác sĩ nói chúng ta điều đó. Ở đây có bác sĩ Lệ, chắc bác sĩ biết hơn chúng tôi về điều này. Và có nhiều người cứ nghĩ rằng là trong một ngày chúng ta ăn thật là nhiều đồ bổ, đồ quý thì sức khỏe của mình nó sẽ được hồi phục nhanh lại. Thì mỗi một cái cơ thể như vậy nó có một cái nhu cầu để mà tiếp thu được những cái chất bổ ở một mức độ cố định nào đó thôi. Còn ngoài cái mức độ yêu cầu đó đó thì tất cả những thứ này đều được phóng thải, đều được phóng thải hết. Cho nên đừng tưởng rằng là mình ăn hết tất cả những đồ ngon trong một ngày là thân mình được khỏe mạnh, không có. Nhưng mà dân gian người ta vẫn quan niệm lầm như vậy. Cho nên tốn rất nhiều tiền ăn thật là nhiều đồ ngon, cuối cùng nó chỉ có khoảng gọi là 10% calori là được tiêu thụ, còn 90% còn lại là phóng thải và đường phân, đường nước tiểu hay là qua mồ hôi vân vân. Do đó chúng ta không cần phải tốn nhiều tiền để phục vụ cho ăn uống là như vậy. Có một cái tạp chí về ẩm thực ở Mỹ làm một cuộc thí nghiệm, và cuối cùng họ đi đến kết luận trong 100% sự tiêu thụ của con người trong cuộc đời, 50% số tiền là người ta đã dành cho bác sĩ, tức là cúng dường cho bác sĩ vì bệnh á, còn 50% là cúng dường cho cái chế độ ăn uống, mà chỉ trên thực tế chỉ có 10% là người ta hưởng thụ được thật sự, còn 40% cúng dường cho ăn uống, người ta gọi là cúng mà không đốt nhang, nó tiêu đi hết trơn à, không ở được gì hết. Cho nên đó là chúng ta cần phải đặt lại một vấn đề, đó là ăn như thế nào để cho chúng ta thật sự có lợi ích trong cuộc sống. Người xuất gia theo đạo Phật mỗi ngày ăn chỉ có một cử thôi, ăn rất đơn giản. Tại sao chỉ ăn một cử? Nó có nhiều lý do đó. Người tu theo quan niệm của văn hóa Ấn Độ là một người không thể nào dấn thân vào các cái hoạt động xã hội của người phàm, ví dụ như là buôn bán, lao động các thứ, tức là người đó chỉ an tâm mà tu tập thôi. Những người nào mà đi chấp tác là cuốc đất trồng rau hay là kề sâu cuốc bẩm hay là buôn bán thương mại các thứ thì người ta nói là người này là người kinh doanh chứ không phải người tu nữa. Thì Đức Phật gọi là thành lập đạo Phật ở trong cái nền văn hóa của Ấn Độ thì phải chịu ảnh hưởng cái quan niệm về tu tập, về người tu, nó cũng không có ngoại lệ lắm. Do đó Đức Phật dạy là mỗi một vị tu sĩ chỉ ăn ngàn cử thôi. Mà ngày xưa là không có đặt ra vấn đề ăn chay ăn mặn quan trọng, vì mình là người hành khất cho nên cho cái gì là ăn cái đó. Thì về sau này người ta biết, người ta cúng đồ chay nhiều, không cúng đồ mặn. Mà nếu như một ngày ăn ba cử, tu sĩ mà một ngày như vậy mà cầm cái bình bát đi dọc đường phố mà ăn ba cử như vậy là thiên hạ gặp đạo Phật là phải trốn thôi. Không, nói thật, cái đó là nói thật thôi. Có nhiều người Phật tử phát tâm rất là nhiều, cho nên là nhiều vị sư tới vận động cúng dường để xây cách này thôi. Vì sau này mà khi thấy ông thầy đó xuất hiện là nói con này con ra nói mẹ không có ở nhà. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh Pháp Cú, tiếp nhận cái phẩm thực cúng dường của bá tánh á, chúng ta phải tiếp nhận một cách gọi là biết cân nhắc. Đừng bao giờ gọi là hưởng thụ hết, giống như ông đến với là hoa vậy đó, hút cái hương mặt của đó thôi, còn cái hoa đó là không nên làm cho nó hư, nó hết.
đừng bao giờ tận dụng cái phước của mình để hưởng thụ, không nên. Và Tổ Nguyên Sơn đã đưa ra một cái ví dụ, đó là người tu sĩ mà nhận cái phẩm vật cúng dường của người tại gia đó, giống như là một cái cục mài á, mài dao á. Thế người Phật tử mài càng nhiều, con dao càng bén, mình làm được nhiều việc, nhưng mà cái cục mài càng mòn đi. Cho nên đừng tưởng rằng là mình có được nhiều người cúng dường là phước lớn, không có. Mình đang tiêu thụ cái phước đó hết. Do đó Đức Phật dạy là một ngày ăn một cử thôi. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta ăn ngày ba cử như vậy mà không có lao động chấp tác, mà chỉ lo tu tập thôi, thì cái năng lượng calorie thực phẩm đó đưa vào làm thế nào để tiêu hóa hết cho nên nó thế nào cũng phát sinh những cái đòi hỏi. Đó là một cái phản ứng không chỉ là sinh học mà nó còn ảnh hưởng đến tâm lý của con người. Ăn nhiều quá thì đòi hỏi. Ở trong cái chế độ ăn chay của nhà chùa, thường người ta yêu cầu là không được ăn ngũ vị hương, hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ. Và người ta giải thích đó bằng góc độ là thân thánh quá. Do là nếu mình ăn những thứ này, miệng mình hôi tâm, cơ thể mình nó có những mồ hôi, nhất là hôi nắp, thì các vị thần linh, thiện thần đó không hộ vệ mình. Điều đó không đúng. Các nghiên cứu y học cho chúng ta thấy rằng hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ nói chung nó là thực đơn của thần tình ái. Bởi vì cái kích thích tố của nó về dục tính nó cao. Ta ăn nhiều cái thứ này là nó đòi hỏi rất là nhiều. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là nên hạn chế một cách tối đa, chứ không phải là vì là ăn cái này là mất thần linh. Thực ra các tôn giáo Ấn Độ người ta cúng cái này rất nhiều. Người Ấn Độ ăn một ngày là 3-4 củ hành, mà thần linh vẫn hộ trì họ thôi, theo quan điểm của họ. Thế là cũng là một vấn đề, nhưng mà nếu chúng ta đem tôn giáo vào để giải thích thì nó mang tới cách là thần thánh quá. Nếu chúng ta mang cái chất liệu của khoa học vào thì nó trở thành là một cái điều gì đó rất là dễ dàng chấp nhận. Cho nên người tu phải hạn chế ăn những thứ này. Có nhiều chùa hoàn toàn không ăn, không ăn là tốt theo chúng tôi. Nhưng mà nếu ăn mang tới cách là trị liệu, Đức Phật cho phép. Có những loại thực phẩm ăn biến nó thành một dược chất để trị một vài bệnh nào đó thì chúng ta được quyền, chứ bằng không là nó có thể dẫn tới những cái nhu cầu quá đáng. Hồi tuần trước có một người hỏi chúng tôi là ông cụ, tức là cha trong gia đình của họ gần qua đời, năm nay là 90 tuổi, mà có nhiều người khuyên, và đặc biệt là các bác sĩ khuyên là hãy làm những cái loại thuốc các ké kỳ đà kỳ nhông á cho ông cụ uống, thì ông cụ sẽ vượt khỏi cái căn bệnh gọi là ung thư thận. Cái dương tính của các cái loại này rất là cao, và người ta thường ngâm rượu để uống. Người già ngâm rượu để uống. Rồi họ cũng còn nói nữa là bác sĩ khuyên họ dùng loại ốc á, ốc đu á, bầm nhuyễn ra để mà cho những người bệnh nhân ung thư gan ăn, có thể chữa được ở mức độ tối thiểu là kéo dài được tuổi thọ. Và họ hỏi chúng tôi rằng là có nên làm việc đó hay không. Nên hay không là từ quan điểm của từng người. Vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là liệu trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, hay là những năm tháng cuối cùng đó, ăn vào những loại này nó có thể làm chúng ta cải lão hoàn đồng được hay không. Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai, liệu nó có đảm bảo là chúng ta ăn và cái cơn bệnh ung thư về thận và gan nó có thể được vượt qua hay không? Nếu được thì ăn trong trường hợp này nó cũng không đến nỗi, mặc dù nó là một nghiệp sát, nhưng cái nghiệp sát đó là phục vụ cho một mục đích tốt. Bởi vì y học ngày nay, các viên thuốc tây mà chúng ta thấy, tất cả những thứ đó đều ảnh hưởng đến sự sống của các loài động vật, ít nhất là về phương diện thí nghiệm. Tạo ra được một viên thuốc là người ta đã thí nghiệm lên không biết bao nhiêu con khỉ và những con chuột có một cái hệ sắc thể gần giống với con người. Và dĩ nhiên khi thử như vậy là nhiều loại chuột, nhiều loại khỉ đã qua đời. Chưa nói là người ta phải lấy một bộ phận nào đó trong cơ thể của các loài động vật để mà tinh chế làm dược liệu.
Do đó tìm một cái hạnh từ bi tuyệt đối là không có. Thậm chí bây giờ chúng ta ăn chay, các dược phẩm, xin lỗi, rau quả hàng ngày mới được tươi tốt là người ta phải dùng các loại thuốc để mà trị các loại sâu trên trán, cho nên nó vẫn gián tiếp để giết sanh. Nhưng mà vấn đề đặt ra đó là nếu như chúng ta không có dụng ý thì cái nghiệp sát đó không đáng kể, mặc dù quả báo nó vẫn có. Cho nên sự tiêu có trong cuộc đời là không thể nào hiện hữu. Như vậy là nếu như mà đạt được trường hợp là cải lão hoàn đồng hay là sống lại từ cõi chết thì chúng ta có thể làm, nhưng mà sau đó phải làm phước để mà buông lại cái nghiệp sát mà mình đã làm để phục vụ cho tuổi thọ và sức sống của mình. Còn nếu như điều đó không đảm bảo thì không nên làm, bởi vì cái nghiệp sát trong lúc gần qua đời nó làm cho người đó bị ảnh hưởng cho sự tái sanh. Cho nên vấn đề lựa chọn là tùy vào từng người, cho nên chúng tôi không dám khuyên là nên hay không nên, chúng tôi chỉ trình bày như thế đó thôi. Còn lựa chọn là tùy ở mình. Còn vấn đề ăn trứng thì người xuất gia vẫn có thể ăn được, bởi vì trứng nó có hai loại. Một loại đó là có trống, một loại là công nghiệp. Thế loại trứng công nghiệp thì nó giống như loại sữa thôi, không có nghiệp sát, bởi vì nó không hình thành một cái thai nhi mới ở trong cái trứng đó, một sự sống mới, cho nên nó không mang nghiệp sát. Nhưng mà đừng bao giờ ăn hột vịt lộn, cái đó tội lắm. Con gà con vịt nó đang sống gần gọi là nở ra thì chúng ta làm cho nó chết rồi luộc lên rồi ăn xé từng cái cánh của nó, rồi từng cái xương của nó nhai để mà tạo cái vị ngọt, cái vị đặc biệt nào đó, cái đó ớn lắm. Rồi ăn những loại mắm vuốt, như cái kiểu mà mắm vuốt của Campuchia, người ta nói là ghê rớn lắm, nghe cái mùi là chúng ta sợ rồi. Mắm gì? Mắm hốc, à xin lỗi, mắm hốc. Đấy, rất nguy hiểm, rất ghê, mà nó làm cho con người lúc nào cũng phải liên tưởng đến cái nghiệp sát, rồi nó nuôi dưỡng trong tâm thức của mình bởi những nghiệp sát đó, và cuối cùng chúng ta trở thành con người giận dữ, ác độc hồi nào cũng hay. Đừng xem thường những thứ này. Thế nó nhỏ nhỏ mà nếu chúng ta tích tụ mỗi ngày ăn những cái loại cá nóc, cá lóc, ăn một lần đến 100 con, 200 con, cái nghiệp sát nó vô tập ghê gớm đó. Cho nên phải hạn chế cái nghiệp sát bằng cách là nuôi dưỡng lòng từ bi. Và dĩ nhiên chúng tôi không dám khuyên quý vị là ăn chay trường, bởi vì có nhiều người nghĩ là ăn chay trường mất sức khỏe. Nhưng quý vị nhìn thấy quý thầy có mất sức khỏe không? Cũng hồng hào vảnh tay đàng hoàng, phải không ạ? Cũng khỏe mạnh đàng hoàng. Nhất là các nhà sư Thiếu Lâm Tự, võ công cao cường, họ đâu ăn mặn đâu. Cho nên là sức khỏe nó không liên hệ đến chế độ ăn mặn bạn chay nhiều. Mặc dầu có nhiều loại thực phẩm mặn, nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Cho nên các bác sĩ thường khuyên là khi bệnh cái bệnh này là không được ăn cái loại cá kia hay là ăn loại thịt nọ, bởi vì nó làm dị ứng hoặc là ảnh hưởng đến gan, ảnh hưởng đến bao tử, ảnh hưởng đến thận, vân vân. Nhưng mà ăn chay thì nó hiếm trường hợp đó lắm. Nó cũng ảnh hưởng dị ứng nhưng mà rất hiếm. Do đó là đừng bao giờ để cho cái quá trình hay là chế độ ăn uống của mình nó ảnh hưởng đến cái phước báo, nó tổn hại đến cái phẩm cách, và nó làm cho mình trở thành con người gọi là rất là ác độc. Như vậy chúng ta tạm dừng lại tại đây. Lần trước thì nó có 3 câu hỏi, mà 3 câu hỏi nó không liên hệ đến chủ đề, chúng tôi để dịp khác trả lời. Khi nào mà câu hỏi nó phù hợp với cái đề tài chúng tôi đang triển khai đó, chúng tôi sẽ trình bày ra để cho tất cả cùng trao đổi. Bây giờ chúng ta có khoảng 10 phút, quý vị có thắc mắc gì không ạ? Dạ mời mọi cô. Dạ, kính bạch thầy, con xin hỏi một câu này và câu này thì con xin thầy giải cho, mặc dù nó hơi tế nhị chút, tức là liên quan đến vấn đề ẩm thực đó, chay mặn đó. Con thì con ăn chay trường mới đây, nhưng mà cũng do một cái duyên do là cái thời gian, suốt cái thời gian kỳ an cư kết họa của chư tăng Nam Tông năm ngoái, thì do một người bạn rủ dê, con đã đi cúng dường rất nhiều chùa Nam Tông ở trong thành phố và Tấn Tợi Vĩnh Long là, thì con để ý thấy một điểm là chư tăng và Phật tử hệ phái Nam Tông không hề có ý niệm gì về vấn đề ăn chay hết. Tức là coi như ngày rằm mùng 1
họ ăn mặn hết mặt dầu là cũng để chai đường. Thế thì lúc đầu thì con cũng không chấp, nói chung là con nghĩ rằng là tại vì cúng dường hay là các lễ đặt bát hội thì nó gợi đến cái hình ảnh của Đức Bổn Sư và tăng đoàn đầu tiên của Ngài, thành ra con tham dự. Thế nhưng mà sau một ngày kia con mới thấy rằng các cái thực phẩm nó được bưng ngay vào trong chánh điện đó để mà cử hành lễ cúng Tam Bảo, và nhân một cái dịp hiện diện ở một cái lễ đặt bát cho tới 300 tăng và một khoảng độ 200 tu nữ đó, thì con thấy là chư vị tăng thì đều thọ mạng hết, và tự dưng con nghĩ tới, và sau đó thì chúc phước cho những người thí chủ cúng dường, và tự dưng con cảm thấy con sợ. Thế và sau đó con nghĩ rằng với cái lễ cầu phước đó mà bao nhiêu sinh vật gà vịt rồi bò heo, nghĩa là đủ mọi thứ sơn hào hải vị đã phải hy sinh cho cái vị cúng dường đó, là sau đó thì con từ biệt luôn. Thế nhưng mà con xin hỏi thầy rằng con có đọc sách thì các vị đều hỏi đó là tam tịnh dục được phép ăn. Thế nhưng mà tam tịnh con có đọc sách của một vị tu sĩ người Mỹ nói là trong tất cả các kinh điển Đức Phật không hề cho phép người xuất gia ăn thế là thịt chúng sinh để sống. Vậy thì theo cái quan điểm của thầy thì tam tịnh dục là như thế nào? A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi rất là gút mắt, và sự trả lời câu hỏi này nó có thể dẫn đến hai cái độ thích và không thích, nhưng mà chúng tôi trình bày một cách khách quan thôi. Trước nhất để giải thích về cái chuyện mà cay mặn đó, chúng tôi nói cái phần mà tam tịnh dục trước. Tam tịnh dục là không thấy, không nghe và không nghe người ta giết để phục vụ cho cái khẩu vị mình ăn. Mình không thấy một người nào đó giết mình, giết con vật đó để phục vụ. Mình không nghe tiếng kêu nó bị chết để phục vụ cho con món ăn của mình, mà mình cũng không nghi rằng người ta làm chuyện đó, không có một cái biểu hiện nào để mình lại nghi. Thì trong trường hợp này á, mình ăn á, là không có tội. Cho nên nó thuộc về hai truyền thống, và hai truyền thống nó tạo thành hai phong cách tu tập khác nhau. Vấn đề ở chỗ là chúng ta thích truyền thống nào thì cứ theo truyền thống đó, chứ đừng có nên phê bình và chỉ trích. Mình cảm thông, và nó có một cái nền tảng lý do để cho người ta chấp nhận vấn đề ăn mặn. Nhưng mà theo chúng tôi, nếu Phật giáo Nam Tông muốn phát triển mạnh ở Việt Nam, nên ăn chay, bởi vì đây là cái nền văn hóa của Bắc Tông, thượng lòng từ bi ăn chay. Nhưng mà bên Nam Tông họ quan trọng cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật là ngày ăn có một bữa trưa thôi, sau một giờ trưa là không ăn nữa, và ai ăn cái đó là được vi phạm giới luật, cái đó họ mới sẽ là nặng. Còn bên Bắc Tông là mình ngày ăn ba cử, thì họ nói rằng bên Bắc Tông không giữ giới thì ngày ăn ba cử. Còn bên Bắc Tông thì quy kết ngược lại là ăn chay là sát hại sinh vật. Cho nên tất cả những cái cách quy trách nhiệm như thế này hay là tranh luận như thế kia đều không nên. Có nhiều người có căn tính rất nhau, nên là ai thích căn tính nào thì cứ theo đó, miễn là đừng để cho lòng từ bi mình bị thương tổn là được, và không có tội nghiệp, không có tội và không có bị nghiệp vào. Còn nói vấn đề này ra đó, chúng ta thấy là nó sẽ dẫn đến rất nhiều tranh luận, nhiều dữ lắm. Riêng bản thân chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng Đức Phật phải là một nhân vật ăn chay, mặc dù Đức Phật cho phép tam tịnh dục. Giả sử một người nào đó mà đem một cái món cá họ làm sẵn cúng dường cho Đức Phật không thể nào từ chối. Theo luật hành khắc mà, đi tới đâu là cúng cái gì là nhận cái đó, chứ không được lựa chọn. Cho nên thỉnh thoảng có nhiều người lấy cái dừa bỏ vô cái bát, theo bữa đó là nhà sư đó là phải đói mau ruột, phải chịu thôi, mình không được quyền lựa chọn. Như vậy là cái mấu chốt của vấn đề đi khắc thực là nếu có nhận phẩm vật mặn, thì vì đó là những cái điều mà ngoại lệ chúng ta không yêu cầu được, nhưng nó không làm thương tổn lòng từ bi thì không sao. Còn nếu chúng ta yêu cầu Phật tử phải làm món đó để cúng cho mình đó, thì chúng ta đã vi phạm cái nghiệp gọi là gián tiếp sát sinh, thì dĩ nhiên nó sẽ có quả báo. Những câu trả lời đơn giản vậy. Có ai có thắc mắc không? Hồi nãy thầy có đề cập một cái vị lạc ma, tức là cái 14 hiện giờ, dạ, mà là Phật sống, là ngày ăn mặn, mà Phật điểm thứ hai là ngày có gia đình, không biết mà, dạ. Tôi không có.
ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma không có gia đình. Mô Phật Bà Thầy. Và ngài được xem là Phật sống, Phật hạnh rất là đáng kính, có hàng trăm vấn đề chúng ta cần phải học hỏi. Mô Phật Bà Thầy, con có đọc ở trong hai quyển sách mà để tổ là ngài di cư từ ở bên Ấn Độ, ở Tây Tạng sang Ấn Độ học đó, là ngài cái bà bạn ông bà bạn đời đó là người Pakistan đó. Dạ, mô Phật. À, vấn đề này nó thuộc về chính trị phức tạp. À, con không biết, dạ con mới hỏi như thế này nè. Hoàn toàn theo chúng tôi là không có. Dạ. Bởi vì ngài Đạt Lai Lạt Ma, dạ, chúng tôi đã tiếp xúc và lên ngay cái phòng riêng của ngài là hai lần. Dạ. Một lần như vậy là được một tiếng đồng hồ. Ngài có một cái thiện cảm rất đặc biệt đối với người Việt Nam. Mô Phật. Và là tất cả những lời đồng nhạo đó không có. Dạ. Và sách vở viết như vậy là vu khống thôi. Bởi vì giữa Trung Quốc và Tây Tạng, dạ, nó có vấn đề chính trị rất phức tạp mà chúng ta không tiện bàn ở đây. Dạ. Cho nên là sách báo và các phát ngôn viên của người Trung Hoa thường là phê bình chỉ trích và cho Đức Lạt Ma là con chó sói. Dạ. Nhiều cái gây cấn lắm. Nhưng mà tất cả những đó nó chỉ mà dùng ý phục vụ cho chính trị, không có thật. Và thầy, đối với con đọc con nghĩ là chắc là hay là ngày qua bên Mỹ thì có cái ảnh hưởng đến vị vấn vị, bởi vì mấy vị mục sư á là người ta có gia đình, con có nghĩ vậy. Thành ra con không có cái đó là chắc chắn, nhưng con không có. Mô Phật. Dạ. Trong bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng, dạ, thì trường phái của Đức Đại Lạt Ma là trường phái mũ vàng, hoàn toàn tu thanh tịnh, không có lập gia đình. Còn ba trường phái kia thì có. Cái vấn đề này nó là vấn đề khác nữa thôi, chứ không hẳn đây. Nhưng mà một điều mà chúng tôi muốn nói đó là dù Đức Đạt Lạt Ma là ăn cá mỗi ngày, nhưng mà lòng từ bi của ngài vẫn không hề thay đổi. Quý vị không tin cứ hỏi những người Phật tử Việt Nam hay Phật tử nước ngoài có một dịp nào đó đã được gặp Đức Đạt Lạt Ma một lần. Nhìn cái nụ cười của ngài, cái cách cư xử của ngài thôi, họ có một cái điều gì đó rất là hân hoan, đặc biệt lắm. Cái đó là sự thật. Cái hai nữa là cái hạnh phúc của ngài. Lần đầu tiên chúng tôi lên đảnh lễ ngài, vừa lại xuống thì ngài cũng lại theo. Mà khi ngồi á, cái phong cách của văn hóa Phật giáo là khi mình tôn kính người nào đó, mình ngồi một bên, chúng tôi cũng ngồi dưới đất, ngài ngồi trên ghế, ngài bắt phải ngồi đối diện. Lần điều đó chúng tôi cảm thấy rất gần như muốn khủng hoảng. Đó là cái hạnh thiên cung đặc biệt mà nói theo tinh thần nhà Phật Đại Thừa là đề cao cái giá trị bình đẳng Phật tính ở mọi người, đặc biệt lắm. Và vừa rồi khi thấy đoàn Phật giáo Việt Nam qua bên Ấn Độ để dự hội thảo về du lịch tâm linh, chúng tôi nói điều đó với chị Tôn Đức, có nhiều người không tin. Lúc đó tôi yêu cầu một thầy đi theo đoàn lại đảnh lễ Đức Đại Lạt Ma, bởi vì thái đoàn Việt Nam được ưu tiên là dùng cơm chua với Đức Đại Lạt Ma, mà các phái đoàn khác không được. 400 đoàn Phật tử tăng ni trên khắp thế giới về để dự hội thảo tâm linh ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thì khi vị thầy đó lại xuống, Đức Đại Lạt Ma cũng lại liền. Thì những đức tính đó chúng ta khó có thể tìm thấy ở bất cứ một con người nào. Cho nên là cái giải thoát hay là cái đạo đức, cái tuệ giác của con người chúng ta gọi là thấy nó được thể hiện bằng những cái biểu hiện rất là đơn sơ hàng ngày như vậy đó. Dĩ nhiên ngài không phải làm để mà làm tướng đâu, hoàn toàn có đâu. Thì cái người làm tướng nó mới thể hiện ra cái kiểu khác. Còn người mà tu bằng cái tâm á, nó biểu hiện ở bên ngoài thì nó phải biểu hiện theo một cách thức khác. Cho nên chúng tôi có một niềm tin rất sâu sắc với ngài, đó là ngài nếu như không phải là vị Phật sống cũng là một vị thánh sống thôi. Một người có một cái phẩm hạnh mà chúng ta phải nói rằng là cái ảnh hưởng của Phật giáo phương Tây có được ngày hôm nay là nhờ vào là Đức Đại Lạt Ma gần như hết 40%. Một cái biểu dạng của Đức Đại Lạt Ma ở tại bên Sydney ở Úc, 50.000 người theo Tin Lành và Thiên Chúa Giáo đến dự. Quý vị có thấy rằng là có một cái buổi thuyết pháp nào nhiều như thế đó không? Không có. Mà người Việt Nam thì có Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, mỗi lần mà đi chơi vô thuyết pháp có lần người ta thuê luôn cả một cái sân vận động 20.000 người, mua vé trước là 6 tháng phải mua vé mà để vào nghe thuyết pháp. Nếu như đó không phải là những nhân vật phi phàm đặc biệt đó, khó có được một cái uy đức để khi người ta nghe đến cái danh thôi là người ta cảm thấy an vui rồi. Tới nghe ngài giảng thôi, dĩ nhiên ngài cũng nói về cái giáo lý ở trong kinh thôi, có đâu nói gì khác đâu. Nhưng mà cái ảnh hưởng tâm linh được truyền từ ngài
và một cái người giảng bình thường như chúng tôi là nó như là ở trên trời và dưới biển sâu. Có vậy nó khác biệt như thế đó. Cũng một lời nói, nhưng mà nếu đó là lời nói của bậc giác ngộ, ảnh hưởng chuyển hóa tâm thức con người rất là cao. Và nếu đó là một người phàm có kiến thức về Phật học trình bày giống như chúng tôi thì ảnh hưởng không bao nhiêu. Hoặc qua quý vị mở ra thì được một thông tin Phật pháp đó, thì đó là cùng chưa chắc về mà mình ứng dụng ha. Nó là như vậy đó. Cho nên cái giá trị con người nó không nằm ở cái cách mà người ta ăn uống. Có lẽ là quý vị đều biết đến cái uy danh của Hòa Thượng Narada, người viết cái cuốn Đức Phật là Phật Pháp, tạo ra một cái phong thái mới cho Phật giáo Việt Nam, đó là phong thái Phật giáo Nam Tông truyền từ Tích Lan từ thập niên 50. Còn Phật giáo Khmer ở Nam Bộ là có trước rồi. Khi Hòa Thượng qua đây giảng kinh thuyết Pháp và có ông Phạm Như Thánh là thông dịch và dịch là những tác phẩm của Hòa Thượng tại ngôi chùa Kỳ Viên lịch sử ở đường Nguyễn Đình Chiểu, thì có một người Phật tử Bắc Tông đã đứng lên hỏi: bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng ăn chay hay không mặn? Thì Hòa Thượng trả lời một câu rất hay là: thưa tín nữ, bà đến đây vì nghe Pháp hay là vì biết kiến thức về ăn chay và ăn mặn? Cái câu trả lời đó rất là nhẹ và cũng rất là hay. Có nghĩa là vấn đề ăn chay ăn mặn nó không quan trọng lắm đâu. Người ta ăn được thì nó phát huy được cái lòng từ bi của Phật đó, nhưng với điều kiện là chúng ta phải dụng tâm ở trong lúc ăn. Còn không dụng tâm chẳng qua cũng giống như các loài động vật ăn cỏ thôi, không có giá trị về tâm linh. Cho nên là đừng nên quan trọng về vấn đề ăn uống lắm, miễn là đừng trực tiếp sát sanh. Và nếu có sát thì ăn mình cũng cảm thấy là mình hổ thẹn, chứ không phải là ăn để thỏa thích. Cho nên là vì thời gian ngắn quá chúng tôi không phân tích cách ăn uống trong nhà chùa, có giữ cái tâm niệm trước khi ăn phải như thế nào, thì ăn như vậy là nó có công đức, mà nó không mang một cái gánh nặng là phải đền ơn đáp nghĩa lại tính chủ đàn na để cúng dường cho mình hưởng thụ. Nó có nhiều cách rất là hay. Thì khi có dịp mà vào những bài kinh sau thì chúng tôi sẽ triển khai hơn. Bây giờ thời gian nó đã hết rồi, bởi vì cái buổi ăn trưa nó của chư tăng, thì chúng ta tạm dừng tại đây.